Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy tiếp tục gửi tới quý vị những cái thước phim tại triển lãm Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc quý vị nhé. Để quý vị nhìn thấy có rất nhiều những cái tác phẩm quý. Bonsai Đức Huy trong cái thước phim này sẽ gửi tới quý vị những cái tác phẩm quý tại triển lãm Lập Thạch. Và có một cái nhà vườn mang rất nhiều những cái tác phẩm xanh cổ đến, thì đó là nhà vườn Thái Quế. Chú Thái chú mang những tác phẩm xanh cổ đến với triển lãm của thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đây là những tác phẩm xanh cổ của chú. Em Bonsai Đức Huy sẽ quay lướt xong rồi sẽ đi chi tiết từng tác phẩm gửi tới quý vị. Thì quý vị sẽ tiến gần đến cái tác phẩm đầu tiên. Đây là chú Thái cũng đang đây rồi. Chú ơi, cháu chào chú. Chào chú Thái nhá. Và chào anh. Anh em chào anh. Thưa quý vị, đây là cái tác phẩm xanh quê. Tác phẩm xanh quê hoàn thiện, bóng dáng tự nhiên. Và cháu thấy chú đặt cái tác phẩm này của mình là tên là Mai Bỏ. Cái tên này là tôi mua về là cái ông chủ bán cho tôi là năm 2010, là ông đặt tên là Mai Bò, tôi vẫn lấy nguyên cái tên đó, dạ, vâng. Thay đổi. Vâng, cái dáng cổ đúng không? Dáng cổ, cái nấu dáng Mai Bò này là cái truyền thống của nghệ nhân Tuấn trên đồng quê. Đấy, thế là ông bán cho là đến bây giờ là vẫn giữ nguyên cái tên nguyên bản của Tuấn ông đặt. Những cái phong cách mà làm theo cái dáng Mai Bò này là ở Triều Khúc đúng không? Triều Khúc hay là làng cổ Triều Khúc hay là tôi chỉ được cái là đam mê. Mặt sau này nhìn cũng cuốn hút nhỉ. Mặt này nó đẹp hơn mặt bên kia. Vâng. Chú ơi, những cái tác phẩm xanh quý này của chú thì chú chắc hẳn là sẽ sở hữu và gắn bó lâu lắm rồi chú nhỉ? Tức là tôi mua là từ năm 2010 thì đến bây giờ là năm nay là 13 năm. 13 năm gắn bó với tác phẩm. Mà quý vị nhìn thấy bóng dáng bên này đẹp và vô cùng, rất là đẹp với cái tác phẩm xanh quê mà chú làm được bóng tàn tự nhiên đẹp như này. Mười mấy năm rồi với những cái tác phẩm này, dày công tạo tác và dành bao nhiêu cái tâm huyết, những cái niềm đam mê cũng như thổi hồn vào tác phẩm thì để hôm nay tác phẩm hiện diện ở triển lãm nhà chú Thái cũng trong ban tổ chức. Và kính thưa quý vị là quý vị sẽ chú ơi, chú đến tác phẩm thứ hai của chú. Tác phẩm thứ hai của chú là tác phẩm chú ghi là xanh cổ phải không ạ? Cái cây này tôi mua thì là không, người ta chưa đặt tên. Về vâng ạ. Làm với lại chơi cũng là năm 2010. Thì tôi mua là một số cây là có một năm đấy, là tôi mua liền một lúc. Cốt trọng 2010. Cái này cốt trọng. Cốt của nó như thế này nó vẫn nguyên bản thế. Vâng. Bây giờ nó chưa có tên thì bây giờ là hôm nay cái đợt này là tôi cho đi chơi thế này thì tôi mới đặt tên nó là xanh cổ. Còn nó xanh ở cổ. Nhà không có tên. Thế ạ. Cũng mua năm 2010. 2010. Thế chắc hẳn là ngày trước chú 2010 và trước 2010 này chú vào rất nhiều cây phải không ạ? Tôi trước 2010 tôi chung mua cái nào? Tôi mua có một năm 2010. Thì một năm 2010. Một năm 2010. Là bắt đầu đi vào mua. Vâng. Cái này của cây này đã lắm rồi. Đúng mặt sau này mặt sau này cảm nhận được cái rễ đã hóa hết rồi. Đấy, anh kìa. Nó do cái nước nhà tôi là nó nhiều sắt nó bị kém, còn nếu không trắng tất như thế này rồi. Nếu không trắng tất như thế này rồi. Vâng. Do nước, nguồn nước. Do nước hả? Thế và cái tác phẩm của chú thì theo cháu là còn cây cao nữa chú ạ. Vẫn đang hơi chìm. Cây cao kia. Hơi chìm. Được. Cái mặt này. Mặt này này. Đấy hơi chìm. 5 phân nữa thì đẹp. Đấy lên 5 phân nữa thì đúng rồi, 5 phân nữa còn đẹp nữa hơn nữa chú ạ. Vừa chơi để vừa nghiên cứu. Vâng, vâng ạ. Mà bây giờ cho nó cao lên xong tất cả những cái rễ nó bò ra anh không được cắt đi. Vâng. Cắt ra là mặt chậu xong đây mai mình cắt tỉa cho thành cái móng đi thì nó mới đẹp. Thế và mình nếu mà cái trồng đất lâu năm thì sẽ bị lún. Nếu không kê đáy chú ạ. Nếu không kê đáy là sẽ bị lún.
Đấy, thì nếu phải phải cây này không kia gạch đâu. Cây này là cứ thế trồng bằng đất. Đấy đấy, thì nó theo theo thời gian. Cây nào cũng vậy, tác phẩm nào cũng vậy, nếu mà không kê gạch ở dưới đáy thì sẽ bị lún. Cái này là cây cốt chậu mà cây nó rất tạ. Nên là nhân đây Bonsai Đắc Huy chia sẻ luôn là khi chúng ta thay chậu ấy, thay đất ấy, thì chúng ta lên nếu cái chậu sâu thì chúng ta kê cây, không thì kê gạch. Kê làm sao để cho tác phẩm cố định không bị lún. Nên là nếu mà cứ trồng đất này thì đầu tiên chúng ta trồng trên bằng mặt mặt chậu, nhưng mà quá trình thời gian thì đất lún xuống thì sẽ thành cây bị lụt. Chào anh Vân nhá. Em đang chiêm ngưỡng những cái tác phẩm tranh cổ của chú Thái. Đây là tác phẩm là tiếp theo của chú nhỉ? Tác phẩm này chú đặt tên là gì hả chú? Đây là tên của nó là ốc sên. Ốc sên ạ. À, tại vì nó nhìn nó giống một cái con ốc sên đang leo lên. Nhìn giống một con ốc sên. Vâng. Tên dân dã quá nhỉ? Thế thôi. Dân dã. Thấy nó giống giống thế. Vâng. Thôi được, cái này thì nên mai sẽ thôi cứ tạm thời như vậy đúng không? Các nghệ nhân thì sẽ bàn bạc họp kín với nhau xong rồi đưa ra cái tên gì đó. Có thể là thích hợp hơn. Đây đang đặt cái tên coi gắn rất là dễ nhớ. À đây rồi, đây nhìn nhìn bên này thì đúng là nhìn bên này thì giống con ốc sên. Đúng rồi, cái vì như vậy nên là chú ý đặt là ốc sên. Nhưng mà khả năng cho đặt quy của khi hay. Cái đề tài này đúng rồi, rồi. Cũng hình tượng thần kim quy đúng không? Thôi được rồi, cái đấy tôn trọng chủ nhân là chú Thái. Thì chú sẽ cân nhắc và sẽ tìm ra cái tên thích hợp hơn với tác phẩm. Bây giờ đi sâu vào cái đường nét nghệ thuật của tác phẩm. Thì đây là cái tác phẩm Xanh Quê. Và kính thưa quý vị là về với Lập Thạch Vĩnh Phúc thì có rất nhiều những cái tác phẩm xanh quê. Cháu cảm nhận ở nơi đây có rất nhiều xanh quê quý chú nhỉ? Ở đây chú Lập Thạch là xanh quê là chủ yếu. Vâng. Đấy, xanh điền thì ít, không không nhiều. Vâng. Xanh quê là nhiều nhất tác phẩm xanh quê. Đấy. Nhà nào cũng có một nếu mà anh em chơi cây thì ít nhất nhà cũng phải có chục cây trở lên. Vâng. Chục cây là cây. Quê được cái là dễ không béo. Vâng đúng rồi. Đấy. Rất khô cây. Xanh cái ưu điểm của nó là rất khô cây nhưng nó dễ được không béo. Xanh quê mà đến bây giờ đạt cái độ nhuyễn như này. Chơi rất là thích. Đấy. Nên mọi người không bao giờ phải lo một cái bệ rễ béo đúng không? Và đến cái lúc rễ đã tan chảy như này rồi thì rất là lâu rồi. Tiện đây thì anh em chúng tôi cũng xin thông qua kênh Bonsai Đắc Huy cũng muốn chia sẻ cái này. Chúng ta hãy cùng nhau có một quan điểm với qua cùng nhau một quan điểm mà ta gọi là cây xanh của ta nó sẽ có những cái nó có một cái gì đó nó đồng thuận hơn. Vâng. Nhiều có nhiều qua những kênh thông tin tôi nghe chia sẻ nhiều có đôi chút gì đó nó phân biệt giữa các xanh vùng miền khác nhau và trong đó vâng. Là cái Nam Điền cũng là một xanh của một vùng quê. Vâng. Mà mọi người hay thì có một cái nhấn mạnh hơn về xanh Nam Điền. Vâng. Thì Nam Điền cũng là quê hương Việt Nam. Vâng. Và các quê hương khác cũng là quê hương Việt Nam. Thì chúng ta với quan điểm cá nhân tôi qua kênh thì cũng mong được nhưng mà theo tôi là gọi là xanh quê Việt Nam xanh quê nhưng đẹp là được. Vâng đúng rồi. Người ta khi người ta đã chưa sinh được cảnh đặc biệt là cây cảnh nó cây xanh là một cái chủ đạo trong cái các dòng xanh trong các loại cây cảnh. Vâng. Cây xanh là một cái chiếm số lượng rất đông rất nhiều so với cái dòng cây khác thì mong chúng ta là không phải vì Lập Thạch mà nhiều xanh quê mà chúng tôi có quan niệm như thế không phải mà chúng ta muốn nói về cái chung của dân tộc Việt Nam chúng ta còn có mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến thế giới nữa chứ không phải chỉ riêng trong em hiểu ý của anh. Vâng. Em là... cũng cá nhân em thì em không phân biệt một cái dòng cây gì cả. Thế và chúng ta tôn trọng cái nét đẹp nghệ thuật. Thế là hiện nay thì cái tên gọi thì để mọi người phân biệt thôi. Thì cũng có người có một số phân biệt xanh nọ xanh kia. Nhưng mà thôi cái đấy cũng chỉ là một cái thiểu số thôi.
nó không phải chiếm đa số, anh yên tâm một cái điều đó. Và cái chúng em cũng như mọi người hiểu cây cảnh đều trân quý những cái nét đẹp nghệ thuật. Hai nữa là cái gì mình rất mong là cái bảo tồn cái đây là một cái cũng có những cây như là từ đời xưa ông cha hay là bắt của tôm củ sắn cũng hay có tôm mà các cụ đã chơi cây để lại đời này cho chúng ta có những tác phẩm rất đẹp. Chúng ta mong là có cái tác phẩm gì đừng coi như là trong cái thời rồi quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm Ốc Sên. Quý vị sẽ đến với tác phẩm tiếp theo của chú Thái. Và quý vị đến với cái tác phẩm tiếp theo, một tác phẩm có cái nét kỳ mỹ đặc biệt trong tác phẩm. Bác Sa Đức Huy ghi nhận cái sự kết hợp giữa đá và cây. Chú ơi, tác phẩm này của chú giải thích cho cháu cái từ nghê đỉnh. Cái từ nghê đỉnh á, là nhìn là thứ nhất là cái chỗ này này. Vâng. Nhìn nó có rất giống là một cái lư. Cái lư. À. Ở đằng này thì đây mình cảm tưởng đây là hai cái thùng và đây là cái đầu. Và đằng sau nó là cái mũi, và đứng dây thì nhìn nó lại có cái theo cái kiểu như là con nghê thì gọi đặt tên nó là nghê đỉnh nha. Yeah, đỉnh như là đỉnh đồng đúng phải không ạ? Cái chỗ và kia thì nghê như thì là cái đỉnh đồng đấy, và như đấy cái đỉnh đồng và con nghê đỉnh đấy thì gọi là nghê đỉnh. Yeah, hai bên là hai vâng như hai như cái của trong cái tích của nó, nghê đỉnh nó có tích của nó. Vâng, như cái của cái đỉnh đồng nè, có hai cái nó rất giống cái đỉnh đồng. Vâng. Đấy. Thì kết hợp lại thì gọi nó là nghê đỉnh. Nghê đỉnh. Lại gặp đại ca Trường Giấy thì khả năng là lại mất cây ngay. Nghê đỉnh. Kính thưa quý vị, là một cái tác phẩm cũng là một cái là bao nhiêu năm, ba nó phải đôi trăm năm. Vâng. Nó cũng có dưới. Tác phẩm này cao khoảng 1m4 từ mặt chậu lên. Dạ. Yeah. Một tác phẩm có sự kết hợp giữa đá này. Chú đã đưa những cái viên đá vào tạo thêm cái nét nghệ thuật cho cây. Tạo thêm làm cho cây vững chãi hơn, chặt chẽ hơn, bố cục chặt chẽ hơn. Một tác phẩm xanh quê. Kính thưa quý vị, chú ơi. Đây là Lam Điền đấy chứ chú? Cây này là của nó là xanh quê. À, xanh quê. Ghép Nam Điền. À dạ vâng. Ghép Nam Điền thì tức là cái cây này nó đang rất ăn. Gọi xanh quê đi. Gọi là ghép cái mầm nào thì nó lấy mầm đấy. Vâng. Không mất một mầm nào. Thế bây giờ này, chia sẻ này cho chuẩn là đây là thân xanh quê. Xanh quê và mình ghép bây giờ là từ bông dăm đến lá là giờ là dăm là Lam Điền rồi. Dăm lá Lam Điền. Đấy 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 xanh thì nhưng mà nói thật là cái lá nó không được đẹp như các cái cây xanh quê kia. Vâng. Nên là thay cái lá này vào cho nó. Thế thì mọi người muốn gọi là Lam Điền hay là quê thì hiện nay là khoác lên cái bộ áo là Lam Điền. Thế còn thân thì là xanh quê. Đấy, nó chuẩn thế. Thế là còn đây là cái tác phẩm thì về những cái nét nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm thì Bác Sa Đức Huy nhìn thấy rất là rõ những cái yếu tố chiều sâu trong cây. Rất là cao. Thì kính thưa quý vị là để mà có một cái tác phẩm già như này, cổ như này thì đòi hỏi cái thời gian năm tháng rất là cao quý vị nhé. Và lại thân bệ vững chãi bề thế như này. Vâng. Bởi vì trong cái yếu tố cây cảnh thì nhất bệ nhì thân, tam cành tứ lá. Thế thì quý vị nhìn thấy thân bệ vững chãi như này, một cái tỷ lệ trong cây cảnh xuất sắc cái này thì làm cái điều một cái ăn điểm rất là cao trong những tác phẩm cây cảnh. Ngoài ra thì còn thêm yếu tố kỳ mỹ trong cây. Thì đây cũng là cái tác phẩm gây được sự chú ý rất là lớn để mọi người tham quan ở đây.
đẹp quá quý vị ạ. Đứng ở mọi góc cạnh thì tác phẩm đều cuốn hút, và tác phẩm toát lên những cái thần thái của cái cây cổ lão. Chú Thái ơi, cháu hôm nay thì về với Lập Thạch mình, được trò chuyện với chú và được chia sẻ những tác phẩm quý của chú. Rồi, thì, cảm ơn chú đã về đây chia sẻ live stream cùng với anh em huyện Lập Thạch. Xin chân thành cảm ơn về cái ngành cây cảnh mà nó phát triển. Hai nữa là những người đam mê về cây cảnh như tôi là rất đam mê, tôi mua nhưng mà tôi chưa biết bán cây nào. Vâng. Chỉ có mua vào chứ không bán ra. Đấy là những người rất là đam mê. Vâng ạ. Cho nên là cũng rất là mong muốn là những cái ngày cây cảnh Việt Nam này nó sẽ đi lên. Nhìn cái vườn như vườn ông Toàn Đô La đấy thì ai muốn. Vâng. Ai muốn những trường giấy. Vâng. Đấy. Cho nên là xin cảm ơn chú đã về đây lại vườn cùng để chia sẻ cái ngày vui của huyện Lập Thạch lần đầu tiên, lần thứ nhất. Lão Giang Trần là cũng được đấy. Xin cảm ơn. Cháu cảm ơn các chú, cảm ơn các anh đang có mặt ở đây và cùng trò chuyện với Bonsai Đa Huy và cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm quý ở đây. Bonsai Đa Huy đến đây cũng xin phép tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị. Vâng ạ, chào tạm biệt mọi người nhé.